Anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đỗ Nga Cái phi nhân của một ông bộ trưởng bước ra từ ngành tuyên giáo Thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến còn làm bộ trưởng Bộ Y tế Bà này đã để xảy ra cái việc tiêu hủy 20.000 viên thuốc trị ung thư thật được nhà sản xuất Novartis tài trợ miễn phí cho bệnh nhân sau đó, bà bộ trưởng này dính vào tai tiếng công ty dược VN Pharma buôn thuốc ung thư giả. Lúc đó, dư luận phanh phui việc em chồng bà tiếng có dính líu đến công ty này. Tuy nhiên, báo chí nhà nước một mực phủ nhận. Ngoài cái vụ hủy thuốc thật, nhập thuốc giả để giết dân, bà tiếng còn để xảy ra tiêu cực việc tiêm chủng làm nhiều trẻ sơ sinh phải chết oan. Năm 2016, cấp phó của bà là ông Thứ trưởng Trương Quốc Cương ký cho nhập lượng chất cấm Sabuntanon đủ để mà đầu độc hàng triệu con heo. Tuy nhiên, cả ông Cường và bà Tiến đều không hề nhận bất kỳ hình phạt nào cả. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến thậm chí còn được ưu ái giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2, mặc dù bà này đã rớt cái ủy viên trung ương đảng đến nay khi hết quyền lực thì bà Tiếng và ông Cường mới bị sờ gáy. Ông Cường thì bị khởi tố chứ bà Tiếng thì vẫn chưa bị trừng phạt gì ngoài hình thức kỷ luật vớ vẩn. Câu hỏi đặt ra là tại sao không loại bỏ bà Tiếng lúc bà tại chức để bà này bớt đi những cái việc làm hại dân? Kỷ luật bà này khi đã về hưu thì có ích gì? Đợi bà Tiếng hết quyền lực mới trừng trị thì ai trả lại công bằng cho dân? Sau bà Tiếng là ông Nguyễn Thanh Long Ông này vốn từ bộ y tế được biệt phái qua bang tuyên giáo, mà bang tuyên giáo lại là nơi chuyên về nghiên cứu và thực hành những cái trò mỹ dân. Nói chung, nơi đây là nơi nghiên cứu các chiêu trò để làm sao mà biến cái gian tà của đảng thành những giá trị cao đẹp trong mắt dân. Người quản lý ngành y mà học cái gian có bài bản của tuyên giáo thì tất sẽ thành con người đáng sợ hơn. Nếu nói bà tiếng gian 1 thì ông Long gian 10, nếu nói bà tiếng ác 1 thì ông Long ác 10 mới nắm bộ y tế có một năm mà ông này đã lộ nguyên hình là con quỷ dữ. Giữa lúc nhân dân gặp bế tắc kinh tế đối diện với cái chết vì dịch thì ông này đã thả cho công ty Việt Á móc nối với các CDC, các tỉnh thành, thổi giá bộ kit test giỏm để mà móc túi người dân. Bất chấp hàng triệu người mắc bệnh, hàng vạn người chết mà gian quan bộ y đã kết hợp với gian thương cướp dân nghèo hàng ngàn tỷ đồng chia chác thì có thể nói đấy là tột cùng của sự phi nhân. Nếu nói sự phi nhân của bà Tiến chỉ gói gọn ở Bộ Y tế thì sự phi nhân của ông Long đã vượt ra khỏi ngành này. Để hỗ trợ cho công ty con cưng Việt Á buôn gian, Bộ Y tế đã bắt tay với Bộ Khoa học Công nghệ lên tiếng nói dối người dân là Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chấp thuận kit test của công ty Việt Á. Ngoài Bộ Khoa học Công nghệ thì còn có Bộ Công an và các ban ngành khác cùng hùa với nhau bắt dân ngoáy mũi trấn lột dân. Để xảy ra sai phạm nghiêm trọng như thế, nhưng ông Nguyễn Thanh Long vẫn oan oan rêu rao rằng những sai phạm sai sót vừa xảy ra vừa qua đó không là hình ảnh đại diện của ngành y tế. Đúng là tuyên giáo, nói dối không biết ngượng dù sự thật đã phơi bày ra trước mắt. Con người phi nhân này còn nắm bộ y tế chừng nào thì dân còn khốn khổ chừng đó. Như vậy, nếu từ 10 năm trước đảng Cộng sản cho bà Tiến xuống và đưa ông Nguyễn Thanh Long lên thì sự phi nhân còn được nhân lên gấp bội. Hay nếu kéo bà Tiến xuống rồi đưa ông Trương Quốc Cường lên thì ngành y vẫn là nát, không khác được. Đã đứng dưới lá cờ búa liềm và trở thành Cộng sản thì khó mà không biến thành kẻ phi nhân. Càng nhiễm Cộng sản càng học mát lê nhiều, càng giỏi nghiệp vụ tuyên giáo thì kẻ đó càng phi nhân. Đó là bản chất của chế độ này. Không chỉ ngành y tế mà các ngành khác cũng vậy thôi. Cái phi nhân nó dày đặc trong cái đảng thối nát này, dân không thể tránh được trừ khi loại bỏ Cộng sản. Và thưa quý vị, cùng một chủ đề, tác giả Phạm Minh Vũ viết rằng vụ Việt Á cần khởi tố Nguyễn Thanh Long. So với vụ bán thuốc giả thời Kim Tiến đang là bộ trưởng gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thì test kit của Việt Á phải được xem là một tội ác chống lại nhân dân. Không phải tự nhiên mà cái test kit được các CDC từng tỉnh mua về mà nó đã có cả hệ thống chính trị dọn đường cho Việt Á đi, từ các lãnh đạo đảng, chính phủ đến truyền thông của tuyên giáo, thậm chí bằng cả chính sách. Ở đây phải thấy rõ vai trò của Nguyễn Thanh Long khi y là bộ trưởng, dù cố ý hay vô ý thì để xảy ra vụ việc này, trách nhiệm của người đứng đầu phải lôi ra đầu tiên. 800 tỷ đồng không phải là số tiền mà nó liên quan đến sinh mạng hàng chục ngàn người. Giờ đây ta có quyền đặt câu hỏi, trong lúc chiến dịch test thần tốc bị dư luận chỉ trích, các chuyên gia lên án là ngưng ngay cái việc test xét nghiệm đó đi, thì tại sao Bộ Y tế vẫn quyết định xét nghiệm thần tốc? Và mỗi khi một cái kit được sinh ra trong cái nhà máy 10 mét vuông ấy, thì đã bao nhiêu kit đã được hàng chục ngàn người nằm trong cái hũ cho cốt test qua? Cùng với đó, hai cái tên phải chịu trách nhiệm chính trong cái vụ việc Á à, cùng với Long là Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ và Vũ Đức Đam. Vì hai cái tên này là người quyết định bắt toàn dân thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác phải xét nghiệm trong chiến dịch xét nghiệm thần tốc. Chính Phạm Minh Chính và Vũ Đức Đam đã khẳng định nhiều lần về cái tính hiệu quả của việc xét nghiệm thần tốc ngay lúc mà dịch bệnh căng thẳng nhất sài gòn phải sử dụng biện pháp thiết quân luật mà nguyên nhân dịch bùng phát mạnh cũng từ cái chiến dịch xét nghiệm tràn lan như vậy không thể nói đam và chính là vô can đây là một hệ lụy thấy rõ vì những cái kẻ lãnh đạo đất nước không chỉ thiếu kiến thức chuyên môn mà còn vô lương tâm chúng sẵn sàng vì lại quả hàng chục hàng trăm tỷ để mà tạo ra các cái chính sách vô nhân đạo chống lại nhân dân có ai mà quên cái tiếng khóc thét, thét tận trời xanh mà đứa con của chị Lan ở Thuận An Bình Dương khi chứng kiến cái cảnh mẹ mình bị lôi đi xét nghiệm trong cái bối cảnh hàng trăm nhân viên công lực phá cửa bắt mẹ mình đi trong cái sự hoảng loạn. Có ai mà quên được cái tiếng hụ còi xe cứu thương dồn dập ngày đêm liên tục mấy tháng trời vang ở ngoài đường khi Sài Gòn thiết quân luật. Ai mà quên được cái cảnh người đi bộ, người đạp xe về tận Hà Giang ngược về Cà Mau. Ai mà quên được cái cảnh mẹ đèo con, chồng chở vợ trên chiếc xe cà tàng phải bỏ lại ở trên đỉnh Hải Vân. Tất cả là hậu quả của một cái đám cầm quyền ngu dốt mà tham lam vô độ. Bộ ba quyền lực chính Đàm Long sẽ là những cái tên gắn liền với những câu chuyện đau lòng. Đau tới tận tâm can như vết cắt rỉ máu chảy âm ỉ trong mỗi phút giây ở đất nước này cần phải bắt giam cái thằng bộ trưởng Nguyễn Thành Long ngay lập tức và điều tra vai trò của Phạm Minh Chính, Vũ Đức Đàm, có như thế, phần nào an ủi được vong linh của những người đã khuất và những người chịu chung số phận khổ đau vì cái cách chống dịch ngu dốt của những con người cộng sản này. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm thức Việt TTV, xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.